Chương 1. Gặp mặt đồ lạnh lùng. Nghe trọn bộ tại Mê Truyện Audio.com. Sau 5:12 giờ khuya sau một tuần làm quen với trường mới, hôm nay là ngày nó nhận lớp chính thức. Và trong một tuần đó nó đã tìm thấy tình yêu đầu tiên. Quần áo tươm tất, mái tóc buộc gọn sau lưng. Nó vừa mới ra khỏi cửa phòng trọ thì có một người con trai vô cùng tuấn tú tên là Brian, cúi chào, chào tiểu thư. Nó đi thẳng tới trường. Sau này nếu tôi không gọi thì đừng đến. Có chuyện gì thì gọi tôi. À mà nếu có gặp trên đường thì đừng có gọi tôi là tiểu thư, vâng. Brian nhìn theo bóng nó mà cười khổ. Em vẫn lạnh lùng như xưa. Trường nó học là Yaki Start, một ngôi trường nổi tiếng, toàn con nhà giàu không à. Nó luôn luôn đến trường sớm không phải để trực nhật, không phải để ngủ, không phải để học, nó học từ lâu lâu rồi. Vừa đến trường nó thấy chiếc BMW thì chạy ngay lên thư viện, chắc bạn cũng đoán ra đó là xe của ai. Đứng trước cửa thư viện, nó nhẹ nhàng bước vào, chậm chậm và nhẹ nhàng đến nỗi không phát ra tiếng nào, nó len vào sau tủ sách gần cái bàn cạnh cửa sổ. Hắn, chủ xe BMW, đang ngồi đọc cuốn tiểu thuyết nào đó và nhâm nhi cốc cà phê, cũng có thể coi ngôi trường mà nó đang đứng chủ chính là hắn. Hắn là con trai duy nhất của chủ tịch công ty Minh Phong. Gia thế giàu có lại được vẻ ngoài đẹp hơn cả siêu mẫu, nước da trắng cộng với khuôn mặt đẹp như điêu khắc đã làm cho biết bao nhiêu con tim rung động. Hắn ở đâu là con gái bu quan ở đấy, những lời mời gọi, những lời tỏ tình. Vậy mà hắn chưa từng cười một cái, chỉ có nhếch mép khinh bỉ, mặt lúc nào cũng lạnh. Mặt lạnh đã đẹp rồi thì khi hắn cười còn đẹp như thế nào nữa, không ai biết. Ê, Phong. Mày ở đây à? Một anh chàng đẹp trai không thua kém gì hắn bước vào từ cửa thư viện. Mày vừa phá vỡ bầu không khí trong lành của tao đó, Quân Anh, mày đến đây làm gì? Hắn nói mà không nhìn Quân Anh lấy một cái. Trời. Sao mày hỏi ngu vậy, Phong? Tất nhiên là tao tìm mày rồi, vào vấn đề chính đi. Hắn vẫn dán mắt vào cuốn tiểu thuyết, mặt lạnh như tiền. Được rồi. Hôm nay con gái của chủ tịch tập đoàn Trần Anh. Hắn nói với giọng đe dọa cắt ngang lời của Quân Anh, mày nói đủ chưa? Mày biết tao không quan tâm đến mấy chuyện đó mà sao còn nói hả? Mạnh đâu? Quân Anh lắc đầu ngán ngẩm, đến rồi nhưng bận đi tán gái. Không quan tâm đến chúng ta đâu. Nó lặng lẽ ra ngoài mặc cho cuộc đối thoại vẫn tiếp tục. Nhưng ra đến cửa thì nó gặp một tốp nam nữ đang cười nói. Nó đứng nép sang một bên nhường đường, nhưng một tiểu thư không nhìn đường va phải nó làm cả hai đứa cùng ngã. Nhỏ ta đứng lên quát, con nhỏ kia không có mắt à? Tôi đã tránh đường rồi, người không có mắt là cô đó, nó điềm nhiên trả lời, lại còn cãi, nhỏ đó trợn tròn mắt tôi đâu có cãi, tôi nói sự thật thôi. Nhưng tôi nghĩ loại tiểu thư ăn bám bố mẹ như cô, chỉ biết tiêu tiền của bố mẹ và ăn chơi, không có tác dụng như cô sẽ không hiểu tôi nói gì đâu. Nó mặt không cảm xúc, toàn thân toát ra hàn khí cực mạnh. Nhỏ đó toàn đầu thấy sợ nhưng khi có một đứa khác ké tai nhỏ thì thầm gì đó, thì nhỏ bỗng cười ma mãnh. Tưởng tiểu thư nhà nào mà dám lớn giọng, hóa ra lại xuất thân trong một gia đình nghèo, ở trong một khu ổ chuột, sống chung cùng với lũ chuột. Các bạn cho một chàng vỗ tay đi nào, nhỏ đó nói giọng ưỡn ẹo, thảm thương. Cả bọn cười ầm lên, nhỏ lại gần nói với nó. Nè con nhỏ kia, nhà nghèo thì đừng có mà lên giọng với tao, nghe rõ chưa? Mày có tin ngày mai mày không có nơi để ở hay không? Nó im lặng một lát rồi nói với giọng thách thức, chà. Chương 2. Người con gái thú vị. Nghe trọn bộ tại Mê Truyện Audio.com. Nó chạy ra vườn cấm và nằm dài trên nền cỏ xanh mát, nhắm mắt như ngủ. Hắn núp sau bức tường gần đó. Nó nghe có tiếng bước chân thì ngồi dậy, rút chiếc dao găm kẹp ở đùi ra, xem nhiều phim hành động thì sẽ biết há, ở trường thì con gái phải mặc váy kẻ caro. Sau đó thì phóng nhanh về phía phát ra tiếng động mà không cần quay đầu lại để định hướng. Con dao xẹt qua mặt hắn, làm thành một đường máu dài trên mặt điển trai, hắn không kêu đau mà chỉ lấy tay cầm vết máu, ra đây đi, nó lạnh lùng đứng lên phủi bụi trên người. Tôi không biết là cô sử dụng vũ khí giỏi đến thế. Hắn bước đến trước mặt nó, máu đã nhỏ xuống áo hắn, là cậu. Nó nhíu mày khó hiểu. tôi định ra đây, nhưng thấy cô tôi định quay về, thế là bị như vậy đây, nói dối đấy, tôi xin lỗi. Ra đây tôi băng cho. Nó nhẹ nhàng kéo hắn ngồi xuống. Nhìn thấy hắn bị thương nó rất đau hơn hết chính nó đã gây ra. Nó lấy ra từ vành tai một cuộn giấy rất nhỏ, trong đó có một ít bột trắng. Hắn nhíu mày, khuôn mặt giống hệt con nít, ma túy à, sao trắng thế? Nó nhìn thấy mặt hắn như thế không khỏi bật cười. Không ngờ hắn cũng có lúc ngốc đến thế, ha ha ha. Anh có bị điên không? Tôi đưa ma túy cho anh làm gì? Tôi đâu có khùng, lỡ cô hại tôi thì sao? Mà đó là cái gì? Thuốc tôi tự chế sẽ làm cho vết thương của anh liền trong 5 phút mà không để lại sẹo. Nói rồi nó rắc thuốc lên chỗ bị thương. Nó nhẹ nhàng nâng cằm của hắn lên, mặt nó không còn lạnh lùng mà đã nớt. Ngồi đó được một lúc, hẳn không để lại một chút vết tích nào của vết thương trên mặt hắn. Tuy rất ngạc nhiên nhưng hắn lại tỏ vẻ hiểu biết, thì ra cô có làn da như thế này là vì cái đó. Nó hiểu ý nhưng vẫn cố hỏi vặn lại. Làn da như thế này là như thế nào? Hắn khựng lại hơi ấp úng, trên mặt đã xuất hiện hai dạng mây hồng, thì là như thế, à, ừ, thì da cô thế nào thì nó như thế. Thế da tôi như thế nào, da cô, da của cô, nó dí sát mặt làm hắn ngượng chín người, nói đi, nó dí sát mặt vào hắn hơn. Ừ thì, đẹp, hắn đỏ mặt màu đỏ nhé. Nó lại hỏi tiếp, chỉ đẹp thôi à, ừ đẹp. Rất đẹp, mặt hắn còn đỏ hơn lúc nãy thế. Cậu có thích không? Nó hỏi và cực kỳ mong câu trả lời nhưng... Reng, 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 thế là hắn thoát nạn. Sau một tuần chính thức học ở trường mới, ngoài lớp học, căng tin, và vườn cấm, thì nó chẳng đi đâu cả, và đương nhiên hắn cũng thế, theo dõi người ta mà. Vì nó mà hắn cho xây thêm một căn phòng nhỏ, gắn nhiều camera ở nơi nó thường đến, còn hắn thì nhìn nó bằng mọi góc độ qua máy tính gắn với camera. À thì nó cũng biết việc này, sao biết hay dạy chị gái, nhưng cũng bỏ qua, dù sao người ta cũng đâu có ý xấu. Hôm nay, ông thầy giáo chủ nhiệm bảo nó ở lại lớp dọn dẹp vì mai có buổi kiểm tra của ông bà hiệu trưởng, hiệu phó. Nó ở lại theo lời ổng, dọn dẹp chăm chỉ và sạch sẽ. Đang lau cái cửa sổ thì cạch bộ mặt cáo già của ông chủ nhiệm hiện ra rõ như ban ngày. Ông ta cầm tay nó lên mà sờ soạng. Nó cau mày khó chịu, sờ đủ chưa? Nói gì thế? Mới bắt đầu mà. Hắn đang ngủ gục trước máy tính, bỗng thấy đau tim thì thức dậy. Nào ngờ, vừa đặt mắt vào máy tính thì máu nóng đã sôi và sắp trào ra rồi. Trên màn hình máy tính, ông thầy đang cầm tay nó nắn nắn bóp bóp, mà nó chỉ cau mày, không phản kháng. Hắn lập tức chạy lên phòng học và không quên mang theo chìa khóa sơ cua. Sao ở chỗ nó nao cáo già cởi cúc áo nó nhưng chưa động được vào thì nó dùng chân phải làm trụ. Chương 3. Điều kiện là, nghe trọn bộ tại Mê Truyện Audio.com. Xe của nó đi ra ngoại ô khoảng 100 km, đến nhà kho XXX thì trời đã tối. Chương 4. Đại ma đầu. Nghe trọn bộ tại Mê Truyện Audio.com. Ngày hôm sau, hắn tỉnh lại, đang mơ mơ, màng màng. Hắn nhận ra mình đang ở trong một căn phòng rất đẹp, chắc chắn là phòng của con gái. Vì... có một tủ quần áo rất lớn, hai bên là hai kệ để giày cao gót, tất nhiên là toàn hàng hiệu. Chiếc giường lớn trang trí đẹp mắt, chiếc gương lớn, bàn trang điểm nhưng chỉ toàn nước hoa không có một chút son phấn nào cả. Hắn nghĩ, không dùng mỹ phẩm mà cô ấy vẫn đẹp lạ thường, và nhìn tấm hình của người con gái ấy được đóng khung đẹp mê ly treo đối diện với giường. Nó cười rạng rỡ, tạo dáng cực chuẩn y như tiên nữ vậy, đến hắn mà còn đơ trong mấy phút liền thì khỏi nói rồi. Hắn tự hỏi không biết đây là phòng ngủ hay là shop thời trang nữa, nặng quá đi mất. Bên ngoài vang tiếng của nó, hắn lại nằm xuống giả vờ chưa tỉnh cạch. Nó từ ngoài bước vào, tay bê một chậu nước cùng khăn rửa. Nó mặc một chiếc váy màu vàng, cùng tông màu với căn phòng, tóc tết dọc dừa, nhìn trông cực kỳ kiêu. Hắn nhìn qua mí mắt mà cũng đơ người. Nó đặt chậu nước xuống, lấy tay lau mồ hôi trên trán. Ngắm nhìn căn phòng yêu dấu, lắc đầu chán nản. Là phòng mình mà lại phải nhường cho tên đại ma đầu kia. Hắn nhíu mày khó chịu. Đại ma đầu, Em dám nói tôi như vậy à? Nó bắt đầu trườn mặt cho hắn. Minh Phong ơi là Minh Phong. Cái tên đại ma đầu nhà cậu, sao giờ vẫn chưa tỉnh hả? Cậu thích làm tôi lo lắm mà, tại cậu mà cả đêm hôm qua tôi mất ngủ. May mà vết đạn không trúng chỗ hiểm, không là cậu đã về với tổ tiên rồi. Không phải cậu hứa đưa tôi đi công viên sao? Không dậy thì làm sao đưa tôi đi công viên được? Tên ác ma, nó vừa quay ra đã bị hắn kéo tay, vì quá bất ngờ, nó mất thăng bằng ngã vào lòng hắn. Hắn hai tay ôm eo nó, hai người lại còn đang trên giường, nó đỏ mặt đứng dậy nhưng hắn còn siết chặt tay hơn. Nó cấu hắn, buông ra ngay. Hắn cười tít mắt, không buông, ai bảo em gọi anh là đại ma đầu, cậu tỉnh, đúng. HN thay đổi vị trí, hắn ngắm nó một lúc thì từ từ cúi đầu xuống. Nó ngửi thấy mùi nguy hiểm thì tìm cớ, để tôi lấy thức ăn cho cậu. Nó cố gắng lắm nhưng không thoát được vòng tay của hắn. Hắn phì cười, nhưng đáng tiếc tiểu yến tử à, anh không đói. Hơ hơ, cái bụng của hắn bỗng ọc ọc ha. Ha, ha, cái bụng phản chủ rồi. Nó lăn ra cười, đẩy hắn qua một bên, tới gần của tặng hắn thêm câu, chủ ngân xấu tính quá nên bụng nó phản kháng. Sau này cố gắng làm người tốt đi. Nói xong nó mất hút, hắn phì cười, mới dọa một chút mà đã chạy mất dép rồi. Một lúc sau nó mang lên món cháo gà hầm thơm phức, và một ly sữa. Nó để trước mặt hắn. Đây ăn đi, không ăn, hắn quay mặt đi nói thẳng thừng. Nó trợn mắt, anh muốn gì đây, em đút cho anh thì anh mới ăn, cái gì? Anh có phải trẻ con không vậy? Anh vì em nên mới bị thương vậy mà. Mặt hắn xịu xuống, bĩa môi giận dỗi làm nó thấy hắn đáng yêu vô cùng. Nó nói, thôi, xịu nữa là mặt cậu có nếp nhăn đấy. Đây ăn đi. Hắn vừa nhai vừa nói, ế, vừa gọi anh mà sao lại chuyển sang cậu. Nó tống luôn vào mồm hắn một thìa canh, ăn đi hỏi nhiều. Một tuần sau hắn trở về nhà hắn, và lại bắt đầu đi học. Việc học thì vẫn diễn ra bình thường, nhưng có điều khác đó là nó chính thức là bạn gái của hắn. Nó vừa bước chân vào cổng trường đã thấy tụi học sinh rì rầm bàn tán. Chương 5, hiểu nhầm, nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com. Ngày hôm sau bọn nó đi công viên sao, đặc biệt là hắn chỉ tất tần tật nha sao, bọn nó đi hết nơi này đến nơi khác. Đến khu trò chơi thì bọn nó chia nhau ra, Quân Anh và Phúc Anh thích mạo hiểm nên đi hướng phải, Mạnh và Thư đi khu trò chơi điện tử nên rẽ trái. Nó và hắn vào khu nhảy đen nên đi thẳng. Nó và hắn còn được khen là máy nhảy, rất điêu luyện. Nó đang ngồi nghỉ trong khi hắn đang nhảy, bỗng điện thoại reo nó liền nghe máy, ai vậy, là anh đây, người đầu dây bên kia đáp, Brian, anh ở đâu suốt thời gian qua vậy? Anh có biết là em và người của băng tì anh khắp nơi không? Giờ anh đang ở đâu? Đang làm gì? Nó vui mừng hỏi Brian tới tấp, em có thể gặp anh một chút được không? Giọng Brian có chút hồi hộp, được chứ, ở đâu, nó trả lời. Anh Brian cũng vui mừng nói, khách sạn XXX, được em tới liền. Nó gọi hắn, nè, tôi có chút việc, cậu và mọi người cứ chơi đi, nè, em, hắn chưa nói hết câu, nó đã đi rồi, sao khách sạn XXX, em đến rồi à, anh đợi em nãy giờ. Brian đứng trước cửa phòng mời nó, anh ở đây suốt thời gian qua à, nó bước vào anh bí mật khóa cửa, trời ơi. Anh không dọn chỗ ngày sao? Nó vừa nhìn vào phòng thì mắt chữ A mồm chữ O luôn. Quần áo thì vứt tứ tung, báo và cả những chai rượu đất cạn. Nó trố mắt, anh uống rượu sao? À, Anh cấu em một cái đi. Nó đi đến gần anh làm anh ngạc nhiên, cấu. Để làm gì, để xem em có đang mơ không? Lúc trước anh chùa ghét những người uống rượu mà. Còn mắng bọn họ té tát nữa. Anh mỉm cười, lúc trước là thế. Giờ khác rồi, tất cả là nhờ ai đó. Xoa đầu nó ngơ ngác chả hiểu gì, nhưng thấy Brian dọn dẹp thì nó phụ. Brian hỏi nó, từ bao giờ em bớt lạnh lùng vậy, em cũng chẳng biết. Brian không kìm lòng được, cầm tay nó kéo giật vào lòng, anh ôm nó chặt vào lòng như thể nếu bỏ tay ra nó sẽ biến mất. Xa anh mãi mãi. Brian cứ ôm nó, tận hưởng từng giây phút hạnh phúc bên cô gái lạnh lùng đáng yêu đã bao phen làm anh đau. Về phần nó, ngoài hắn thằng cha Minh Phong chết bầm ôm nó thì chưa có ai ôm nó chặt như thế. Nó trố mắt, hôm nay anh ấy lạ quá. Lúc trước dù thế nào anh ấy vẫn giữ khoảng cách với mình mà, sao tự nhiên lại? Chắc chắn có chuyện gì. Vẫn để Brian ôm, nó hỏi, Brian này, anh có chuyện gì à? Anh buông nó ra, không có chuyện gì đâu. Thôi, em giúp anh dọn dẹp, xong anh khao em một chầu nhé, được. Rồi hai người cùng dọn dẹp. Khi dọn dẹp cái giường nó lấy cái gối ném thẳng vào mặt Brian rồi cười ha hả. Cười như chưa bao giờ được cười. Giờ nhìn nó như Enzo bị bệnh dại. Brian bị ném gối ngạc nhiên chưa hết lại vớ ngay được cái bản mặt nhăn nheo vì cười của nó thì đơ ra. Nó vẫn chưa tha cho anh, nó cầm cái gối đánh tới tấp vào anh. Bấy giờ anh mới tỉnh ngủ và né những cú đánh, sau đó anh cũng lấy gối mà đánh nó, OMG. Anh Minh Phong mà thấy được cảnh này thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhỉ, sao ở công viên, hắn đang rất tức giận vì nó bỏ đi đột ngột, thì bọn kia còn thêm dầu vào lửa. Quân Anh thở dài, trời, sao đang đi chơi với bạn trai lại bỏ đi đột ngột vậy? Anh em, mày mất giá trị rồi hả? Phúc Anh biện minh cho nó, đừng có khùng, chắc tại ai nó chăm sóc không tốt nên nó mới về trước. Hắn như một thằng điên trốn chạy, đứng lên đá chiếc ghế rồi đùng đùng bỏ đi. Bọn kia đồng thanh, oh no. Hắn trèo lên con xe BMW của mình rồi phóng thẳng về nhà. Mặt hầm ham, tôi sẽ cho em biết tay, sau khách sạn XXX sau khi dọn dẹp xong, đúng như đã hứa, Brian kêu rất nhiều món ngon mà toàn món nó thích, em vào nhà vệ sinh một chút. Nó bỏ túi xách lên bàn rồi đi vào nhà vệ sinh. Brian thừa cơ bỏ thuốc vào nước uống của nó, sao tinh sao con dế yêu của nó trong túi xách nhận tin nhắn. Brian lấy ra xem thử, thì ra là tin nhắn của hắn, Brian nhếch mép khinh bỉ, Minh Phong siêu đẹp trai. Đó là tên hắn trong danh bạ của nó. Hắn nhắn, em đang ở đâu? Brian miệng cười gian xảo và nhắn trả lại, chúng ta chia tay đi. Hắn đang ngồi chờ tin nhắn, nhưng khi xem thì hắn suýt nữa thì đột quỵ. Người con gái cậu yêu bấy lâu lại muốn chia tay. Hắn mở to mắt đọc lại nhưng càng đọc càng tức, hắn ném thẳng chiếc điện thoại vào tường không thương tiếc. Brian trả lại chiếc điện vào túi xách của nó vừa nói, Minh Phong, cậu không có cửa đâu. Nó bước ra từ nhà vệ sinh. Nó đã cởi bỏ áo khoác ngoài, giờ nó mặc một chiếc áo trễ vai màu trắng, sơ vin trong chiếc váy xòe dài đến gối màu hồng phấn, chiếc thắt lưng cách điệu. Nhìn nó đẹp vô cùng chỉ muốn cắn một phát cho bỏ ghét. Brian nhìn nó ngây ngất. Thế mà nó đi thẳng đến bàn ăn thịnh soạn, oa,